Người ủng hộ fanpage xây Tam Đảo bị côn đồ đánh. Trong tuần qua, nhân viên một nhóm khách du lịch ủng hộ fanpage xây Tam Đảo bị côn đồ hành hung, lục soát điện thoại và tài khoản Facebook đang đi qua rừng. Một số tổ chức, cá nhân chống đối đã tuyên truyền rằng tập đoàn Sun Group đang thuê côn đồ để hành hung các nhà hoạt động bảo vệ môi trường, trong khi nhà nước đang bao che cho Sun Group và gắn mác phản động cho các nhà hoạt động. Cụ thể, ngày 8 tháng 10 năm 2018, fanpage xây Tam Đảo đã được thành lập để phản đối việc tập đoàn Sun Group xây khu nghỉ dưỡng trong vườn quốc gia này. Tháng 3 năm 2019, admin xây Tam Đảo phát động phong trào thử thách tháng 4. Theo đó, những khách du lịch lên rừng Ma Ao Dứa để chụp một tấm ảnh sẽ được tặng một áo phông của fanpage. Ngày 6 tháng 4, khi đang di chuyển trong rừng quốc gia, một nhóm 5 khách du lịch tham gia phong trào này đã bị một nhóm côn đồ chặn đường, đánh đập, lục soát điện thoại để tra hỏi về tượng cổ và mâm đồng. Theo lời kể của nhóm khách du lịch vào ngày 8 tháng 4 và tường thuật của báo Tổ quốc hôm ngày 9 tháng 4, thì công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra vụ việc, đồng thời tận tình giúp đỡ nhóm khách du lịch bị gặp nạn. Trong tuần qua, dư luận về chính thống đã đưa ra những bình luận mâu thuẫn nhau về sự kiện này. Về phía nhóm người gặp nạn, một người đã viết bài cảm ơn sự giúp đỡ của công an địa phương, còn một người khác trả lời phỏng vấn BBC rằng cũng cần nói rõ vụ việc xảy ra là của nhóm du lịch phường, chứ không liên quan gì đến trang xây Tam Đảo. Ngược lại, nhân việc nhóm côn đồ lục soát điện thoại và tài khoản Facebook của những người bị hành hung, giới chúng đối tuyên truyền rằng tập đoàn Sun Group đã thuê côn đồ để hành hung các nhà hoạt động bảo vệ môi trường, trong khi nhà nước đang bao che cho Sun Group và gắn mác phản động cho các nhà hoạt động. Họ cũng đánh đồng vụ việc xảy ra với nhóm khách du lịch này với những vụ việc từng xảy ra với Green Cheese. Sau khi xem xét vụ việc, chúng tôi xin đưa ra hai ý kiến. Thứ nhất, qua lời kể của người bị hại, cùng thái độ của công an địa phương và của báo chí chính thống, không có bằng chứng để khẳng định rằng nhóm côn đồ trong vụ việc là người được tập đoàn Sun Group thuê và được nhà nước bao che để tấn công các nhà hoạt động môi trường của trang xây Tam Đảo. Cơ quan công an cần nhanh chóng điều tra, truy bắt thủ phạm để thực thi pháp luật và đảm bảo an toàn cho khách qua đường. Thứ hai, qua việc giới chống đối quy kết trách nhiệm cho nhà nước Việt Nam, dù các bằng chứng trong vụ việc không ủng hộ kết luận này, có thể thấy họ có khuynh hướng lợi dụng bỏ bọc bảo vệ môi trường để chống chế độ. Sự nhập nhằng này thường gây hại thay vì giúp ích cho việc bảo vệ môi trường, bởi nó khiến các hoạt động bảo vệ môi trường thuần túy bị nghi hại bởi cả quần chúng lẫn cơ quan chức năng.